ghép từ tam trúc tam ta, tam trúc chưa chính xác. Ta tam cốc chưa chính xác. Em bỏ qua. Bỏ qua. Tiếp theo Đà Lạt. Đà Lạt chính xác. Một món ăn ngon và nổi tiếng ở miền Bắc, hãy đặt từ cho đúng. Gồm có bằng chữ rất nhạy cảm I T N V N G U ớ. Vịt nướng. Vịt nướng chính xác. Giỏi quá. Nào, hãy ghép từ. Mặn mòi. Mặn mòi chính xác. Vỗ tay đi nào. Vâng. Ghép hồ, từ. Hồ Gươm. Hồ Gươm hoàn toàn đúng. Cố gắng lên nào. Nào, ghép từ, ghép từ. Đây là gì? Tên một loại cá nước ngọt phổ biến. Cá chép. Cá chép chính xác. Nào, một món ăn quen thuộc, hãy ghép câu ớ u p h l á. Lẩu. Chưa chính xác. Phá la phẩm. Chưa. Gì nào? Phá lấu. Phá lấu chính xác. Vâng. Xin mời bạn Đức. Bánh tráng cuốn thịt heo. Đáp án chính xác. Bánh tráng cuốn thịt heo. Xin mời chuỗi từ tiếp theo. Gì đây? Mời các bạn. Cá kho làng Vũ Đại. Cá kho làng Vũ Đại hoàn toàn chính xác. Vâng, có thể nói là rất căng thẳng. Cá kho làng Vũ Đại. Tôi đã từng ăn những khúc cá kho mà tôi nói thực sự chẳng may mà rơi cái khúc cá kho đấy vào trong dưới gầm bàn, một tuần sau nó không thiu. Nó mặn đến mức như thế. Cá kho là một món ăn rất quen thuộc. Dạ, vâng. Và chuỗi từ thứ 3 bắt đầu. Vui. Xin mời bác Bình. Vui xem hát, nhạt xem bơi. Vui xem hát, nhạt xem bơi. Đáp án chính xác, xin chúc mừng. Vui xem hát, nhạt xem bơi, tả tơi xem hội mà bối rối xem đám ma. Chúng ta đến với chuỗi từ thứ 4. Xin mời. Gì đây? 6 từ. Mạnh dạn lên. Sắp hết giờ. Xin mời bạn Đức. Bánh thơm êm dịu, dìu êm. Bánh thơm êm dịu, dìu êm. Chưa chính xác. Hết giờ. Đáp án đúng. Bánh thơm dịu dịu êm êm. Bây giờ sẽ đến chuỗi từ thứ 5. Chính là câu hỏi mà nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình đưa ra. Nếu các bạn lắng nghe và tập trung sẽ tìm ra được đáp án. Và xin mời chuỗi từ. Mang nắng về nhuộm giấc mơ con. Mang nắng về nhuộm giấc mơ con. Đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Rất nhanh. Một câu hát trong Đi đâu để thấy hoa bay. Hoàng Dũng vừa biểu diễn. Xuân Đức có mất tinh thần không? 3-1 rồi. Rất mất tinh thần. Rất mất tinh thần. Vì em đã biết bạn Bình thì bạn ấy rất là giỏi. Có trí nhớ rất là tốt. Thì chưa gì đã đánh giá cao đối thủ quá như thế. Lúc đấy là chiêu bài của em thôi. À, cũng là chiêu bài. Đấy nhá. Đổ luôn rồi. Nào, bây giờ sẽ là chuỗi thứ 6. Bắt đầu. Đây là gì? Mời bạn. Pháo đốt vui xuân rộn phố phường. Pháo đốt vui xuân rộn phố phường. Đây là một câu thơ đúng trong bài Cảm Xuân của thi sĩ Tản Đà. Chúc mừng bạn. Điểm số bây giờ đang là 4-1. Thua chưa? Em thua chưa? Chưa, em chưa thua. Em chưa thua à? Khi nào người nào được 5 mới thua. Mà bây giờ 4-1 rồi. Tức là chỉ còn 3 câu nữa là em cân bằng điểm số. Nào, tôi đùa vậy thôi. Tinh thần thật thoải mái. Và bây giờ sẽ là chuỗi từ tiếp theo. Xin mời.
mời bạn. Anh từ từ. Thắng vẫn là thắng luôn đấy. Để cho em... nên là em nói cho cẩn thận. Vâng, để em bớt lại một muôi rau cần. Để em bớt lại một muôi rau cần. Rau cần. Đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Vâng. Cưới em có cánh con gà, có dăm sợi bún, có vài hạt xôi. Cưới em còn nữa anh ơi, có một đĩa đậu, hai muôi rau cần. Có xa dịch lại cho gần, nhà em thách cưới có ngần ấy thôi. Hay là nặng lắm anh ơi, để em bớt lại một muôi rau cần. Vâng, chúng ta đã kết thúc 3 phần thi. Bắc Bình là người lọt vào vòng thứ 4, có cơ hội trở thành vua tiếng Việt. Bạn Xuân Đức, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Và nếu có dịp, chúng ta có thể quay lại chương trình để phục thù.